Ok, hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Gà đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game mini thôi. Một cái mini game thôi, có tên là Archery King ha. Thì game này là một cái game bắn cung. Và một game này có thể chơi online hoặc chơi offline cũng được. Đó, thì mỗi ngày các bạn đăng nhập thì các bạn đều được mỗi lượt quay để có thể nhận được tiền ha. Đó, mình nhận được 2.000 vàng nè. Thì cái tiền trong đây mình có thể mình mua những cái trang bị của cái cung của mình ha. Nè, equipment nè. Đó. Cái tiền này thì mình thi đấu với người chơi khác thì mình có thể kiếm được cái tiền vàng này ha. Khi đủ thì mình có thể nâng cấp vũ khí của mình lên. Đó. Nâng cấp cả cung tên nè. Rồi cái ống ngắm nè. Gear. Ồ, cái này giống như nhân vật vậy đó. Đây, thì ở đây mình có là chế độ classic nè, multiplayer nè. Rồi mấy chế độ khác cũng multiplayer luôn ha. Tức là mình chơi với người chơi khác á. Rồi có những khuyến mãi luôn. Thì khi các bạn đăng nhập á, thì ở trên đây nó sẽ có hiện quốc gia của mình ha. Thì mình ở Việt Nam ha. Thì hôm nay mình sẽ đại diện Việt Nam đi thi đấu với các nước bạn. Ok. Thì ở chế độ classic này nó có nhiều cái mốc nè. Nếu các bạn thắng thì các bạn sẽ được giải thưởng ha. Đây, này 1.000 nè, 2.000 nè. Mình đặt cược các bạn, nếu mà mình thua thì mình mất hết ha. Mình sẽ chơi chế độ 2.000. Và một cái nước bạn nước gì á, lạ quá. Thì chơi rất đơn giản thôi, mình chỉ cần mình giữ màn hình để mình kéo cái cung ra. Có hướng gió à, canh hướng gió. Bắn. Đó. Ok, 10 điểm luôn. Thì có một cái thời gian quy định để cho mình có thể canh thời gian mình bắn, hết thời gian thì nó sẽ tự bắn. Wow, 10 điểm luôn. Cái gì? Không vừa đâu. Oh yeah, 10 điểm. Căng thẳng ha. Shit, 10 điểm luôn. Wow. Thì này thi đấu 3 trận á, ai mà thắng ăn 2 trận thì người đó sẽ chiến thắng. Yeah, 10 điểm. Căng thẳng quá, nó đã đổi cây cung khác, cung màu tím. Yeah, 9 điểm. Ồ, 9 điểm luôn. Thì nếu các bạn mua cây cung khác thì cái sức mạnh tốc độ, nếu tốc độ càng cao thì cái khả năng mà chắn gió càng tốt ha. Mình canh nó dễ hơn. Ok, vậy là trận mình đã thắng rồi. Thắng một trận ha, trận cuối cùng nè. Gió hơi lết bước xếp bên trái một tí. Ồ, 8 điểm thôi. Các bạn phải để ý cái sức gió nha. Sức gió nó nằm ở góc phải phía trên nè. Yeah, 8 điểm. Được cuối nha. Nó chết xuống dưới. Bằng mình sẽ bắn lên trên một tí. Yeah, 10 điểm. Ok, hay lắm. Ok, vậy là mình chiến thắng chung cuộc rồi các bạn ơi. Việt Nam vô địch. Ok. Thì sau khi thắng mình sẽ được tiền ha, và được kinh nghiệm luôn. Đó, mình được cộng 2.000. Nó muốn chơi lại lần nữa kìa. Chơi. Chưa phục. Gió hơi mạnh. Yeah, 10 điểm.
cái lá cờ này hình như là nước gì, Hy Lạp hay gì á, mình cũng không rõ nữa. Chính điểm bắn nè, ok 9 điểm thôi. Và nếu nó dưới dưới 10 điểm mình sẽ thắng, nó 9 điểm mình cũng sẽ thắng cái trận này ha. 9 đến 9 18 thôi. Ôi hòa rồi. Rồi căng thẳng nha. Ôi hơi lệch một tí, 8 điểm rồi. Ồ, thanh niên kia bỏ cuộc rồi. Đó có rất nhiều chế độ chơi ha. Chế độ Red là chế độ gì ta? À, bắn bi di động á, mình chưa chơi thử chế độ này luôn, thử ha. Địa điểm là White Forest, ở trong rừng ha. Đây là cờ Anh. Wow 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 wow, nó di chuyển kìa. Ồ 6 điểm rồi. Ồ à, hai người cùng bắn một lượt luôn. Yeah, 9 điểm. Để bắn chừng nào hết nhỉ. Ok, chiến thắng rồi bạn ơi. Thì đây là bắn bi di chuyển ha. Mình trong vòng cái thời gian nhất định thì mình sẽ bắn để mình có ai nhiều điểm hơn. Đó, có chế độ mới luôn nè. Bỏ qua đi. Nó tức giận. Sorry MBC. Kệ mày chứ. Đó các bạn có thể nhận free coin bằng cách xem quảng cáo lúc trên đây nè. Đó nhiều khuyến mãi của nó. Và nhiều chế độ chơi khác ha. Ok thì video này mình sẽ dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu các bạn thích video này đừng quên nhấn like cũng như nhấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn nha. Xin chào.